Audi trân trọng kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Kính chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Hyundai i10. Xe được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Đăng ký lần đầu 2016, đó là chiếc Hyundai i10 bản sedan 2 đầu, động cơ 1.25. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ năm 2015, đăng ký lần đầu năm 2016, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Xe không khoan đục, không taxi dịch vụ, keo chỉ zin không lỗi gì. Đó là cái mô tả ngắn gọn nhất và xúc tích nhất về chiếc xe này. Hyundai i10 bản sedan 2 đầu, động cơ 1.25, không taxi dịch vụ, không khoan đục, xe tư nhân, xe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015 và đăng ký lần đầu năm 2016. Xe hiện nay đang được chào bán với giá là 315 triệu đồng. 315 triệu đồng cho chiếc Hyundai i10 bản sedan 2 đầu, động cơ 1.25, nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015, đăng ký lần đầu 2016, không taxi dịch vụ, không khoan đục, keo chỉ zin, không lỗi gì. Đó là mình giới thiệu qua về chiếc xe như vậy. Bây giờ tiếp tục là quý vị hãy cùng với mình xem về nội thất của chiếc xe. Thì thân vỏ thì mình đã vừa quay một vòng rồi. Thế còn về nội thất của chiếc xe thì đây ạ. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Xe là táp lô đây. Rất đẹp quý vị nhé. Táp ly táp lô đẹp. Xe không khoan đục. Keo chỉ đây. Keo chỉ cánh trước bên phụ. Nguyên si. Không mất phân keo chỉ luôn nào. Rồi. Cánh sau bên phụ cũng nguyên si. Xe vừa về đấy nhà. Mình chưa kịp rửa nước lã luôn. Xe của tư nhân, không taxi dịch vụ. Đây quý vị nhé. Xe không khoan đục ạ. Quý vị có thể nhìn thấy xe không khoan đục. Táp ly táp lô đây, keo chỉ của hai cánh phụ và cánh xe, keo chỉ của hai cánh đây rồi. Tiếp theo là phần cốp. Đây là bây giờ mình sẽ mở cái phần cốp đít lên để quay cái cốp cho quý vị. Đây về phần cốp đít đây. Xe đây đinh tán còn nguyên quý vị nhé, đinh tán còn nguyên. Đinh tán còn nguyên. Keo chỉ cốp còn nguyên. Cốp đít keo chỉ còn nguyên. Xe không taxi dịch vụ. Xe mình vừa về chưa kịp rửa nước lã luôn. Xe còn quý vị mua xe thì xe này xe tư nhân mà vẫn còn diều của con đây, chở con đi chơi đi thả diều vẫn còn diều, vẫn còn dây diều đấy quý vị nhé. Quý vị nào mua thì hiện giờ mua thì khuyến mại được thêm cái diều nữa. Đây. Kích lốp đây. Kích lốp dự phòng đây quý vị nhé. Xe còn nguyên nhá, cốp đít còn nguyên đây. Quý vị nhìn lên. Đây là không lỗi, keo chỉ zin. Bây giờ về phần bên cánh bên sau bên lái đây, keo chỉ đây ạ. Chỉ đây. Rồi là táp ly đây. Quý vị nhìn thấy không khoan nhá. Táp ly không khoan, tức là không taxi. Đây. Quý vị có thể nhìn thấy rất rõ. Xe không taxi. Chỉ cánh đây. Đây là chỉ cánh bên lái. Nội thất đây. Rất đẹp luôn. Xe rất đẹp, chỉ có 315 triệu đồng thôi. Dung Audi hiện nay đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp Dung Audi qua số hotline. Số điện thoại của Dung Audi là 0855 966 966 ạ. Còn đây là cái khoang máy của chiếc xe này. Đây. Xe còn nguyên vết bụi bẩn của thời gian. Đây quý vị nhìn thấy nguyên. Xe còn nguyên vết bụi bẩn của thời gian. 4 động cơ. Động cơ 1.25. Động cơ 1.25. Xe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015 và đăng ký lần đầu 2016. Không taxi dịch vụ, không khoan đục quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy xe nét căng luôn. Xe này là mình còn nước lã còn chưa rửa quý vị nhé.
xe nguyên bản mua của dân thế nào về mình bán thế vậy. Đây, chỉ đây, chỉ còn nguyên hết quý vị nhé. Toàn bộ chỉ còn nguyên hết ạ. Chỉ còn nguyên hết. Dũng Audi đang chào bán chiếc xe này với giá là 315 triệu đồng. Xe không taxi, dịch vụ không khoan đục. Màu trắng ngọc trinh. Sơn vỏ nội thất đẹp. Keo chỉ zin 100%. Chiếc xe này hiện nay Dũng Audi đang chào bán với giá là 515 triệu đồng. À xin lỗi quý vị, 315 triệu đồng. Mình cứ nhớ số 5 này đọc hơi nhịu ấy. Mình không cầm chìa khóa đây rồi. Bây giờ